Trending video. Chúng ta nên bỏ qua chuyện này trước có được hay không? Em không bỏ qua. Sao bây giờ em lại trở nên quái đản như vậy? Chẳng phải trước đây tính tình của em rất hiền lành sao? Anh cứ tưởng em và Tử Hy có thể sống hòa thuận bên nhau. Nếu không thì sao? Nếu không anh sẽ không chọn em. Anh tìm em chính là muốn tìm một người chăm sóc cho con gái anh, một bảo mẫu quán xuyến công việc nhà cho anh, đúng không? Tử Hy à, con đang làm gì vậy? Đang phơi hình đó. Mọi người đều đăng hình trên internet thì con lại phơi hình ảnh được chụp ở đây hả? Cô Lục ơi, cô có muốn xem không? Đây là hình của con chụp chung với mẹ lúc đi du lịch bên Úc. Đây là hình cả gia đình con ba người lúc đi châu Âu du lịch. Xem đi. Không cần đâu. Cô xem đi. Có phải thấy mẹ con rất xinh đẹp nên cô tự ti không? Tử Hy à, lần sau nếu như có gọi điện thoại nói chuyện với mẹ con, tốt nhất nói với cô ấy, bây giờ cô mới chính là nữ chủ nhân của ngôi nhà này. Nói với cô ấy đừng làm mấy chuyện trẻ con này nữa. Cho dù cô ấy cao quý, thanh lịch, xinh đẹp, hào phóng ra sao đi nữa thì bây giờ cũng là bị chồng bỏ rồi đó. Bị chồng bỏ là ý gì hả? Con tự tra từ điển đi. Lục Khải Doanh, người phụ nữ xấu xa, cô đừng hòng làm mẹ tôi. Cô đứng lại cho tôi, cô đi rồi ai nấu cơm cho tôi? Cơm ở trong nồi, cứ tự hâm mà ăn. Cô Hai à? Cô, không nói nữa, cô ta về rồi. Tử Hy à, con đừng chơi gián trượt ở trong nhà được không? Ba con không cho chơi ở ngoài, nói là rất nguy hiểm. Nhưng mà chơi trong nhà cũng rất nguy hiểm đó. Đây là nhà của con, cô không cần phải lo. Ở nhà con cứ quậy hết cỡ, đừng để cô ta được yên ổn một phút nào hết. Hóa ra là mẹ con đã xúi con về đây gây sự với cô hả? Sao con nghe lén điện thoại của tôi? Như vậy là nghe lén hả? Mẹ tôi nói rất đúng, cô chính là người xấu. Cô dụ dỗ ba tôi, cô rất là trơ trẽn. Vậy thì kêu mẹ con đừng có ly hôn ba con. Đã ly hôn rồi lại còn xúi con về đây kiếm chuyện, như vậy mới là trơ trẽn đó. Cô dám chửi mẹ tôi hả? Về đi. Sao bị thương vậy chứ? Hai người chờ nha, ba quay về liền đây. Chuyện gì vậy chứ? Sao lại trở nên như vậy? Anh hỏi con anh đó. Ba ơi, sau này con sẽ không chơi gián trượt ở trong nhà nữa. Bây giờ là lúc nói chuyện gián trượt sao? Triệu Dân Hân, anh có biết không? Mẹ của Tử Hy, Thường Ninh đó, đã dạy cho Tử Hy cách về nhà để kiếm chuyện gây sự với em. Cô nói bậy. Vậy con hãy đưa nhật ký cuộc gọi cho ba con coi đi. Trong nhật ký cuộc gọi con không có. Con còn biết xóa nhật ký cuộc gọi nữa sao? Không có bằng chứng, cô không được nói bậy. Được rồi, được rồi. Em và con không biết anh đang tham dự một cuộc họp quan trọng tới cỡ nào đâu. Anh mà vắng mặt không đi, công ty sẽ bị tổn thất rất là nhiều tiền. Tử Hy nè, mau xin lỗi cô Lục đi. Tại sao chứ? Vì con đã dùng gián trượt làm bể cửa kính. Cô Lục, con xin lỗi cô. Thank you.
Em có cần đi bệnh viện không? Đi bệnh viện không ảnh hưởng công việc của anh sao? Anh đã kêu Tử Hy xin lỗi em rồi mà, vậy em còn muốn gì nữa đây? Anh có nhìn thấy thái độ nó xin lỗi em hay không hả? Nó nói xin lỗi thì em nhất định phải tha lỗi à? Sao em cứ phải so đo với một đứa trẻ làm gì chứ? Em không so đo với trẻ con. Thường Ninh thì sao hả? Anh sẽ gọi điện cho Thường Ninh để giải quyết chuyện này, vậy được chưa? Chúng ta nên bỏ qua chuyện này trước có được hay không? Em không bỏ qua. Sao bây giờ em lại trở nên quái đản như vậy? Chẳng phải trước đây tính tình của em rất hiền lành sao? Anh cứ tưởng em và Tử Hy có thể sống hòa thuận bên nhau. Nếu không... Nếu không thì sao? Nếu không anh sẽ không chọn em. Anh tìm em chính là muốn tìm một người chăm sóc cho con gái anh, một bảo mẫu quán xuyến công việc nhà cho anh, đúng không? Khả Doanh à, không ai anh có ý đồ. Đụng vào tôi. Tôi đã từng ngây thơ nghĩ rằng cho dù anh không lãng mạn, anh bận, anh không có thời gian bên cạnh tôi, nhưng cũng không sao hết. Ít nhất anh có thể cho tôi một gia đình ấm áp. Bây giờ xem ra căn nhà này đây còn lạnh giá hơn cả băng nữa. Anh Triệu, coi như tôi đã hiểu được cách thức chung sống của anh. Cảm ơn anh vì hôm nay anh đã đánh tan tất cả mọi ảo tưởng của tôi. Khả Doanh à, lúc nãy anh đã có nói vài lời, có thể là hơi nặng một chút, nhưng mà... Nhưng đó là những lời thật lòng của anh. Tại sao em cứ ép anh như vậy chứ? Anh cần có thời gian, em hiểu không? Anh sẽ tìm cách giải quyết chuyện này, nhưng anh phải có thời gian. Đúng vậy, chúng ta đều cần có thời gian.